Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tin nhanh quốc tế số ngày 16 tháng 6 để cập nhật những thông tin thế giới mới nhất. Chương trình được phát sóng hàng ngày vào lúc 10 giờ sáng trên báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Bản tin hôm nay gồm những tin chính sau đây. Tổng thống Nga chỉ trích lệnh trừng phạt mới của Mỹ. Sinh viên Mỹ vừa được Triều Tiên phóng thích bị tổn thương thần kinh nghiêm trọng. 19 con tin thiệt mạng sau vụ đánh bom tự sát ở Somalia. Sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, trong phần hỏi và đáp qua điện thoại hàng năm của mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng chỉ trích các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ lên nước này. Ông Putin cho rằng các biện pháp trừng phạt mới là bằng chứng về cuộc tranh chấp chính trị nội bộ tại Mỹ. Trước đó, vào ngày 14 tháng 6, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga vì cáo buộc nước này can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Theo luật mới, Tổng thống Donald Trump phải được Quốc hội thông qua trước khi chấm dứt hay nới lỏng các hạn chế hiện có. Cũng trong phần hỏi đáp, ông Putin nói rằng cựu giám đốc FBI James Comey đã không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Nga đã làm xáo trộn cuộc bầu cử trên. Và thậm chí, ông Putin còn nói đùa rằng hiện ông Comey đang tị nạn tại Moscow. Nhân tiện, nếu ông ấy bị khủng bố liên quan đến vấn đề này, nước Nga sẽ sẵn sàng cho mấy tị nạn chính trị ở đây, và ông ấy nên biết về điều đó, Tổng thống Vladimir Putin nói. Ngoài ra, nền kinh tế Nga cũng được đưa ra làm chủ đề thảo luận khi ông Putin thừa nhận rằng đã có sự sụt giảm thu nhập thực sự trong vài năm qua. Và ông nói điều đặc biệt đáng lo ngại là số lượng những người sống dưới chuẩn nghèo ngày càng tăng lên. Thưa quý vị, hôm 15 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu chia sẻ và cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ xả súng tại bang Virginia một ngày trước đó. Ông Trump bày tỏ niềm thương tiếc đến các nạn nhân xấu số trong vụ xả súng vừa qua và phát biểu: "Tôi có cảm giác rằng Thượng nghị sĩ Steve Scalise đã có một hành động hy sinh to lớn. Nhờ vậy, sự đoàn kết có thể đang xuất hiện trên toàn quốc. Hãy hy vọng như thế." Trong khi đó, phát biểu với báo giới một ngày sau vụ việc, Chủ tịch Hạ viện bà Nancy Pelosi cho biết, "Chúng tôi đều rất đau lòng." Bà nói rằng bà sẽ tham dự trận đấu bóng chày quốc hội vào tối 15 tháng 6 theo giờ địa phương, nơi tất cả các đảng viên Dân Chủ sẽ thi đấu cho đội Scalise. Thưa quý vị, theo các bác sĩ, Otto Warmbier, sinh viên bị Triều Tiên bắt giam vừa được thả ra, đã rơi vào tình trạng hôn mê trong thời gian bị giam cầm và bị tổn thương thần kinh nghiêm trọng. Otto Warmbier, 22 tuổi, hiện tại đã ổn định và đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Đại học Cincinnati. Cha của Warmbier nói rằng gia đình không tin giải thích mà phía Triều Tiên đưa ra, rằng con trai họ rơi vào tình trạng hôn mê sau khi bị bệnh ngộ độc và uống thuốc ngủ trong thời gian 17 tháng giam giữ. Chúng tôi không tin bất cứ điều gì họ nói. Ông Fred Warmbier phát biểu, theo các phương tiện truyền thông của Triều Tiên, Otto Warmbier đã bị kết án 15 năm tù khổ sai vào tháng 3 năm 2016 vì đánh cắp một vật dụng có in khẩu hiệu tuyên truyền. Thưa quý vị, theo Reuters, ít nhất 19 người đã thiệt mạng sau một vụ đánh bom xe và xả súng do các tay súng của tổ chức Hồi giáo Al-Shabaab thực hiện ở thủ đô của Somalia. 19 người này nằm trong số 20 con tin bị giam giữ tại một nhà hàng ở thủ đô Mogadishu của Somalia hôm 14 tháng 6. Phía cảnh sát cho biết kẻ đánh bom tự sát đã lái một chiếc xe chứa chất nổ lao thẳng vào một khách sạn trước khi các tay súng tấn công nhà hàng Pizza House bên cạnh khách sạn này. 5 kẻ tấn công đã bị tiêu diệt. Lực lượng an ninh Somalia đã nắm quyền kiểm soát nhà hàng trên vào lúc nửa đêm và giờ sau khi các tay súng bắt giữ con tin. Al-Shabaab đã thực hiện một số vụ đánh bom tự sát ở Somalia trước đó nhằm lật đổ chính phủ và áp đặt giáo luật nghiêm ngặt về Hồi giáo. Thưa quý vị, hôm 15 tháng 6, các thành viên của phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án diễn viên Bill Cosby hành hung và cưỡng hiếp đã quay trở lại làm việc sau 30 giờ chưa có phán quyết. Sau hơn 20 ngày thảo luận, bồi thẩm đoàn của phiên tòa phúc thẩm xét xử diễn viên Bill Cosby vẫn chưa đưa ra được phán quyết chính thức. Chính vì vậy, ông Bill Cosby đã đến tòa án để tham dự phiên xét xử ngày thứ tư. Bill Cosby, diễn viên hài 79 tuổi, từng được khán giả yêu mến thông qua vai diễn trong series The Cosby Show, bị buộc tội hành hung và tấn công tình dục với Andrea Constant, 31 tuổi, giảng viên trường đại học Temple University, tại nhà của ông gần Philadelphia năm 2004. Ngoài Constant, còn rất nhiều phụ nữ khác
cũng đưa ra cáo buộc tương tự, nhưng do hết thời hiệu xem xét nên đã không được đưa ra xét xử. Bản tin tin nhanh quốc tế sáng ngày 16 tháng 6 xin được khép lại tại đây. Mời quý vị truy cập vào Báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của Báo Thanh Niên để cập nhật những thông tin mới nhất. Cẩm Tú xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!